Làm thế nào để có thể một cái trang thiết kế sản phẩm cực kỳ đẹp, chuyên nghiệp, có tỷ lệ chuyển đổi cao? Công cụ Loikit trên Lazada có thể giúp bạn điều đó. Hãy coi hết video này nhé. Mình nói luôn đây, một cái bài chia sẻ từ bạn Bùi Đức Thiện, là một cái giảng viên cho Học viện Lazada. Thì cái bài hôm nay sẽ dựa vào rất nhiều là phần tổng hợp, tổng kết và rút gọn lại những cái kiến thức mà bạn chia sẻ cho một cái buổi live stream trên Học viện Ada. Thì chi tiết cái buổi live stream này bạn hãy coi đây. Ok, thì đến với chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái phần Loikit và làm thế nào sử dụng Loikit để có tỷ lệ tăng cái tỷ lệ chuyển đổi cao trong gian hàng của bạn nhiều nhất có thể. Và cái phần này chủ yếu dựa trên cái kinh nghiệm của bạn Bùi Đức Thiện chia sẻ lại với chúng ta. Thì như vậy thì tại sao chúng ta thiết kế cái trang Loikit? Rồi thì lợi ích của Loikit nó giống như bạn có thể xem một cái hình so sánh vui kế bên đây, thì rõ ràng là sự khác biệt giữa việc có và việc không sử dụng nó khác biệt rất là nhiều. Rồi mà khách hàng, nếu bạn không sử dụng Loikit thì cái sản phẩm của bạn nhiều khi nhìn nó rất là chán, tại vì nó chưa được tô điểm thể hiện nét bật ra bên ngoài, thì khách hàng sẽ có nhiều khi nhìn vô cái ấn tượng xấu, và từ đó họ sẽ có khả năng gọi là cái tỷ lệ họ có sự muốn sản phẩm nó giảm đi rất là nhiều so với việc bạn khi bạn đã sử dụng của Revit để tô điểm cho cái make up cho cái sản phẩm đẹp hơn. Đó, thì đây là một cái ví dụ vui thì cho bạn thấy so sánh giữa khác biệt giữa có và không có sử dụng công cụ Loikit. Và bên cạnh đó thì trong cái công thức bán hàng doanh thu thì đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tỷ lệ mua hàng. Ở cái phần gọi là trình bày nội dung, hình ảnh và sản phẩm, thì ở đây chính là cái phần trình bày, cái phần mà mô tả sản phẩm dài của chúng ta. Thì nếu bạn chưa biết cái công thức doanh thu ở đâu thì bạn có thể coi video này, thì nó sẽ mô tả bạn cái công thức doanh thu cực kỳ quan trọng, đặc biệt những cái hàng mới, nếu bạn chưa biết cái định hướng bán nhà hàng trên đây như thế nào, những yếu tố nào chưa ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trên đây hoặc là trên những cái sàn thương mại điện tử khác, thì bạn nên cực kỳ nên coi cái video này lại. Thì tóm gọn lại, những cái lợi ích của Loikit nó sẽ giúp bạn cái gì? Thứ nhất, nó giúp bạn tăng cái tỷ lệ mua hàng. Một cái sản phẩm như mình đã chỉ cập phía trước, đó chính là nếu không có sử dụng của Loikit thì nó rất là chán, thiếu thông tin sản phẩm thì khách hàng sẽ không muốn mua. Từ đó thì cái tỷ lệ mua hàng rất là giảm. Rồi tiếp theo, cái việc mà bạn cung cấp đầy đủ thông tin thì thông qua cái việc trình bày Loikit đầy đủ thì bạn vô tình giúp cho khách hàng biết à họ đang mua sản phẩm gì, nên họ tự tin, họ đang quyết định mua hàng hơn. Và thứ tiếp theo nữa đó là tăng ấn tượng và cái niềm tin vào cái nhãn hàng của bạn. Một cái nhà bán hàng gọi là chuyên nghiệp thì thông thường họ sẽ có cái ấn tượng từ cái việc mà trình bày sản phẩm của gian hàng của bạn. Nếu mà bạn trình bày sản phẩm tốt, đẹp, chuyên nghiệp thì cái ấn tượng và cái cảm tin tưởng của gian hàng của bạn nó luôn luôn nhiều hơn so với những gian hàng không sử dụng hoặc là trình bày theo kiểu gọi là cho có lệ hoặc là đơn giản. Rồi, thì đây cũng một cái yếu tố là nó điểm nổi bật về nó cái điểm bật của các bạn, sản phẩm của bạn so với những cái phần thường khác, đặc biệt các thông tin về dịch vụ hậu mãi, thì các bạn có thể nổi bỏ những cái phần thông tin này trong cái phần công cụ, phần mà Loriket, cái phần mà thiết kế mô tả dài. Rồi, thì nếu mà bạn nào chưa biết cái công cụ Loriket là gì hay là cái công cụ mà mình đang gặp trong buổi hôm nay, thì bạn hãy coi video này. Mình có một cái video nói về hướng dẫn bạn cách sử dụng Loriket để bạn hình dung sơ qua cái công cụ này nó như thế nào, để bạn có thể hình dung, để có thể đi tiếp tục coi những cái phần sau của video, nó sẽ hiệu quả hơn nha. Nếu mà bạn chưa coi, chưa biết, hãy dừng lại 5 giây, 5 phút bấm coi video này. Còn nếu bạn biết rồi, chúng ta tiếp tục. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cần bỏ những cái thông tin nào vô trong Loikit. Thì theo cái kinh nghiệm của Thiện á, thì mình sẽ nên có hai loại thông tin. Một là về đặc điểm sản phẩm, thứ hai là những thông tin bên ngoài sản phẩm. Thứ nhất, thông tin đặc điểm sản phẩm nó gồm những cái gì? Đặc tính, tính năng, rồi chi tiết sản phẩm, đánh giá từ khách hàng, rồi cái việc mà người mẫu sử dụng hình ảnh sản phẩm á, nó như thế nào, trình bày ra đầy đủ các kiểu. Bên cạnh đó có những thông tin khác mà bạn nên thêm vô, nó bên ngoài sản phẩm nhưng mà liên quan đến gian hàng của bạn, về chất lượng dịch vụ của bạn. Ví dụ như những cái thông tin khách hàng hay hỏi về sản phẩm, cách sử dụng, rồi cách mở ra như thế nào, cách bật máy như thế nào cũng nên hỏi. Những ví dụ như về mỹ phẩm như chẳng hạn, thì thông thường hỏi về hạn sử dụng, rồi hay hỏi về cái điều kiện bảo quản, hay hỏi về cách dùng đó. Rồi chứng nhận của sản phẩm của bạn, nếu là những sản phẩm mà về gọi là sản phẩm về 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 sức đẹp, chăm sóc làn da, hoặc là những cái về thực phẩm chẳng hạn như vậy. Combo, nếu mà bán có những combo, gói combo khiến cho sản phẩm nó khi khách hàng mua nó được ưu đãi cho khách hàng.
rồi thông tin công tin, rồi giới thiệu chương trình khuyến mại đang có trong gian hàng của bạn, sản phẩm liên quan, thông tin voucher và khuyến mại. Thì những cái thông tin này nó sẽ giúp cho gian hàng của bạn nó trở nên hấp dẫn khách hàng hơn và khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn. Tại vì khách hàng sẽ ra quyết định mua hàng nhiều hơn khi mà gian hàng của bạn có chương trình khuyến mại, và nếu bạn để thông tin khuyến mại ngay cái phần sản phẩm luôn thì chắc chắn là một cái lợi thế rất bạn cho bạn rất là nhiều, tại vì khách hàng lúc này họ dễ dàng họ thấy được thông tin, và đặc biệt nếu mà trong những khuyến mại nữa thì họ dễ quyết định mua hàng hơn đó. Thì có thể thấy ở đây phần Thiện chia sẻ, phần bạn Thiện chia sẻ đây đó, đó chính là bạn càng có nhiều thông tin thì cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn càng cao được bạn, nên nếu được hãy cố gắng đầy trình bày đầy đủ những thông tin càng nhiều càng tốt. Ok, thì chi tiết sau chúng ta sẽ cuối cái phần này chúng ta sẽ có là lý do tại sao chúng ta thêm một ngày và chúng ta làm như thế nào luôn để bạn hình dung cụ thể hơn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần khá là quan trọng của cái phần sử dụng công cụ Rocket trong cái buổi video này hôm nay, đó chính là cái cách bạn thiết kế trình bày nội dung. Rồi thì theo bạn ở đây á, người dùng khi mà mua hàng online á, khi gặp một website lạ hoặc ứng dụng ở đây, họ sẽ có hai cách. Một là dùng máy tính laptop PC, có nghĩa là dùng máy tính để bàn, hoặc dùng máy tính laptop vân vân, hoặc họ dùng thiết bị di động là bộ điện thoại nè hoặc là iPad. Thì câu hỏi đặt ra đây là theo bạn thì nếu mà bạn thiết kế đi thì bạn nên thiết kế dành cho đối tượng khách hàng nào là chủ đạo rồi, mà nếu bạn có nguồn lực bạn có thể thiết kế cả hai, nhưng nếu mà bị giới hạn nguồn lực mà chỉ thiết kế cho một đối tượng thôi, một là dùng mobile, dùng di động hoặc là dùng cho thiết bị máy tính, thì theo bạn thì bạn nên sử dụng, nên ưu tiên đối tượng nào. Nếu mà bạn có thường xuyên theo dõi thì mình tin rằng là bạn sẽ chắc chắn bạn sẽ chọn thiết kế tập trung đối tượng mobile, đối tượng khách hàng sử dụng di động. Lý do thì bạn có thể hình dung là bây giờ khách hàng họ mua sắm chủ yếu truy cập qua ứng dụng mua hàng hoặc là trên điện thoại, nên cái việc đa phần có thể bạn thấy cái thống kê, ví dụ như rất là nhiều thống kê rồi, thì có thể tương 80-90% khách hàng bây giờ họ sử dụng di động để thiết kế, nên không có lý do gì bạn lại đi thiết kế cho cái đối tượng nhóm nhỏ còn lại là đang sử dụng phần máy tính để bàn hoặc là laptop để mua hàng cả. Nên câu đặt ra đấy chính là hãy ưu tiên cho cái đối tượng khách hàng phần đông của bạn, số đông của bạn. Như vậy thì nếu mà thiết kế cho phần thiết kế di động đi, thì ở đây là bạn nên cần sẽ làm gì? Thứ nhất, bạn chú ý cách trình bày. Thứ hai, đó chính là khi bạn kiểm tra thì bạn cần phải kiểm tra trên thiết bị mobile. Tức nghĩa là ví dụ là bạn up cái phần mô tả xong, up cái phần thiết kế lên rồi, bạn phải vô điện thoại của bạn, bạn đăng vô kiểm tra thử xem, bạn đăng nhập, bạn coi thử trên chính chính điện thoại của bạn luôn, thì đó mới là cái cách làm đúng nha. Tại vì nhiều người họ mình tại vì mình á, khi mình thiết kế là một cái phần design đẹp á, thì thông thường các bạn phải design bằng laptop, bằng máy tính, chắc chắn không thể là một cái thiết kế đẹp trên điện thoại được, tại vì rất là khó. Thì khi bạn thấy nó quen á, bạn thiết kế theo cái giao diện cách người dùng, cách nhìn của một cái máy tính, của người đang sử dụng máy tính laptop, nên cái thông tin nó sẽ trình bày nó sẽ khác khi mà bạn thấy được ở trên phần di động. Nên đây là cái gì, đó chính là hãy đảm bảo cái trải nghiệm của khách hàng khi họ sử dụng di động. Rồi đó là một cái yếu tố đầu tiên, tức là khi bạn up up gì lên, cập nhật thông tin gì lên, hãy vô phần sử dụng điện thoại của bạn để kiểm tra lại thông tin bạn đăng tải lên, đặc biệt là phần hình ảnh và mô tả sản phẩm này. Cái phần thứ hai bạn cần lưu ý đây, đó chính là cái nguyên tắc trình bày. Tại vì cái hành vi của khách hàng khi mà họ mua hàng á, thì họ sẽ vuốt cái điện thoại xuống, với lại vuốt màn hình xuống, và ở đây chủ yếu là cái hình thông tin, cái hình nội dung hình ảnh mà được trình bày, cái phần nội dung của sản phẩm á được trình bày trong cái phần điện thoại á một lúc á, thì nó sẽ khá là nhỏ, không được chi tiết nhiều, nên mình sẽ trình bày theo chiều dọc. Mình thấy đây ví dụ như mình thấy mình nó đề cập á, là nếu bạn muốn thiết kế ví dụ có nhiều ý về gian hàng đi chẳng hạn, ví dụ như đầu tiên nói về QL, phần thứ hai nói về những chi tiết một, chi tiết hai, chi tiết ba, chi tiết bốn, thì bạn nên trình bày theo chiều dọc xuống thay vì chiều ngang đó bạn. Ví dụ như ý tưởng một, ý tưởng hai, ý tưởng ba, ý tưởng bốn, đó nó sẽ giúp cho cái phần khách hàng mà chủ đạo của bạn là sử dụng điện thoại hoặc thiết bị di động, họ sẽ có trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với cách thiết kế thông thường là bạn trình bày theo ý, theo chiều ngang, là ý 1, ý 2, ý 3 xuống hàng ý 4, ý 5, ý 6, khó nhìn tại vì lúc này hình ảnh nó quá nhỏ. Bây giờ bạn cần tập trung một cái cách thiết kế mới, đó chính là theo ý tưởng, theo cái chiều dọc, nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4. Rồi
Thì 6 yếu tố mà cần đảm bảo theo cái phần trải nghiệm của Thiện. Thứ nhất đó chính là phần call to action, là bạn phải đảm bảo. Call to action có nghĩa là kêu gọi khách hàng hành động. Đa phần nhà bán hàng khi mà mình trình bày trên thiết kế cái phần mô tả sản phẩm á, thì mình chỉ có liệt kê những cái ý của sản phẩm thôi. Tức là liệt kê thứ nhất là nội dung sản phẩm có cái gì, đặc điểm nổi bật có cái gì, rồi thông tin gian hàng có cái gì, vân vân. Nhưng mình lại thiếu một cái yếu tố quan trọng nhất, đó chính là kêu gọi khách hàng mua hàng đi. Có nghĩa khách hàng, hành vi khách hàng á, họ rất là ngộ. Tức là họ sẽ cần bạn gọi là kêu họ hoặc là khuyến khích làm cái gì đó thì họ mới hành động. Giống như là bạn coi trên YouTube, bạn thấy có rất nhiều cái video YouTube khuyến khích các bạn là đăng ký kênh đi, rồi nhắc các bạn là bấm like đi, rồi bấm chia sẻ đi đó. Thì bản chất cái hành vi khách hàng mua hàng trên online, trên online cũng vậy. Tức nghĩa là khi mà bạn coi khách hàng coi thông tin thì họ đang ở cái phế gọi là bị động. Tức nghĩa là họ đang chờ bạn cung cấp thông tin cho bạn, nói cho bạn, nói bạn cần bạn là nói họ nên làm cái gì đi. Thì cái việc vấn đề là bạn phải mạnh dạn bạn thêm thông tin vô là chốt, nghĩa là khách hàng cần phải mua hàng ngay, thì nó mới đảm bảo được cái yếu tố hiệu quả của cái phần mô tả sản phẩm này. Rồi, đó là đầu tiên, đó chính là bạn cần phải đảm bảo tất cả các mô tả sản phẩm và có phần yếu tố kêu gọi khách hàng hành động mua hàng ngay ở phía bên dưới. Tiếp theo là phông chữ. Tại vì phông chữ ở đây bạn cần lưu ý là phần thiết kế thiết bị di động á, nó sẽ khác với là thiết kế cho một cái người dùng trên phiên bản máy tính. Tại sao? Tại vì phần thiết kế di động á, thì cái màn hình nó nhỏ, nên cái phông chữ nó phải to hơn so với lại cái phần trình bày cho cái phần phiên bản máy tính để bàn thông thường đó. Và thông thường thì bạn không nên xài quá nhiều cái phông chữ, nên xài một cái phông chữ nào mà cái máy tính nó cơ bản nhất, giúp cho cái máy tính nào cũng có thể đọc được. Tức là có cái phông cơ bản. Thứ hai nữa là cái phông chữ của bạn nên đồng nhất từ trên xuống dưới, tức là không có chỗ to quá, chỗ dưới là nhỏ, chỗ dưới lại to là to, không được nha. Cái phông chữ nên đồng nhất, tức là cùng một size kích thước, có nghĩa là tiêu đề là có bao nhiêu phông chữ, là bên kích thước bao nhiêu, rồi cái phần mô tả phần chi tiết thì cái phông chữ bao nhiêu nên cố định, không nên thay đổi liên tục, cũng như là cái loại phông á, phông chữ á, nó không được thay đổi quá nhiều, nên thông thường tối đa là 3 phông chữ cho một cái phần mô tả sản phẩm thôi. Rồi canh lề xem là nó có bị lệch hay không, thì cái này phải canh lề nó đảm bảo đến chuyên nghiệp của bạn. Rồi chất lượng hình ảnh không được mờ. Là sản phẩm tuyệt đối không được mờ, tại vì mờ thứ nhất khách hàng không thấy rõ sản phẩm, thứ hai nó thể hiện sự không chuyên nghiệp của bạn, nên hình ảnh luôn luôn phải đảm bảo là rõ nét nhất có thể. Rồi màu sắc chủ đạo, đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Thông thường nhà bán hàng của mình có cố gắng là nhét nhiều cái màu sắc vô thì nhiều khi đó khách hàng bị loạn, họ rất khó để tập trung vô gian hàng của mình. Thì thông lệ cái lời khuyên á, là một cái phần mô tả bạn nên sử dụng ít nhất tối thiểu nha là 3 cái màu thôi, 3 màu chủ đạo thôi, còn màu nào tùy là cái gian hàng bạn quyết định. Và cuối cùng yếu tố mà không nhìn thấy được đó chính là cái tông màu, có nghĩa là bạn phối màu ra sao cho phù hợp, tại vì đây là một yếu tố nó khiến khách hàng gợi nhớ đến gian hàng của bạn. Rồi ví dụ như màu về công nghệ đi, thường sẽ dùng những cái màu ví dụ như màu xanh lá cây, sorry, xin lỗi, màu xanh dương hoặc là màu đen chẳng hạn. Như vậy thì thông thường mình để ý á, là những cái gian hàng hoặc cái màu mà thiết bị công nghệ thường có xu hướng dùng cái màu tối màu lạnh này đó. Thì ví dụ như bạn bán thời trang có thể dùng những cái màu khác nó tươi hơn. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này. Nếu bạn thấy video hữu ích thì bấm nút like, comment và chia sẻ video này giúp tôi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để tiếp tục nhận được video hữu ích khác. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.